Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc gọi là multicast ở trong try case. Về cơ bản thì các bạn có thể sử dụng nhiều cái cấu trúc case trong một cái single try, tức là với một từ khóa try thì sau đấy nó có thể follow được nhiều cái cấu trúc của case đấy. Thì đây là syntax. Thì các bạn vẫn có try và catch như bình thường, tuy nhiên có thể là có multiple catch đi theo nhau. Ví dụ như catch exception 1 E1 chẳng hạn, rồi catch exception 2 E2, thì đấy là cái cấu trúc mà chúng ta sử dụng cho multiple. Thì trong trường hợp mà cái đoạn business code của các bạn ấy có rất nhiều exception, các loại exception khác nhau ấy, thì chúng ta nên khai báo rất nhiều exception độc lập như này để nó tạo ra một cái các message lỗi nó dễ dàng hơn. Với các exception mà nó có quan hệ thừa kế, tức là giả sử như E1 và E2 nó có quan hệ thừa kế là cha con chẳng hạn, thì về nguyên tắc ấy là subclass thì sẽ được đặt trước superclass. Giả sử như là E1 là cha của E2 chẳng hạn, thì nếu mà đặt như này nó bị lỗi. Thì trong trường hợp này chúng ta chỉ có đặt nếu mà E1 và E2 có quan hệ thừa kế thì E1 phải là con của E2. Trong Java 7 thì các bạn có thể combine cái multiple exception này trên một cái single case, tức là các bạn có thể gộp lại với nhau. Thì đây là syntax. Giả sử như các bạn có exception 1 và exception 2 chẳng hạn, thì các bạn sẽ viết gộp lại như này, và trong cái E các bạn sẽ có exception handling. Thì về cơ bản nếu mà chúng ta viết như thế này, thì khi mà chúng ta log message vào trong 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 log hay là trong database chẳng hạn, thì nó không vấn đề gì cả. Các bạn có thể insert nó vào một cái error message. Tuy nhiên khi mà các bạn có một số cái specific action, ví dụ như có một lỗi là E1 thì bạn làm gì, E2 thì bạn làm gì, thì viết cấu trúc như thế này thì các bạn rất khó để xử lý. Thì khi đấy các bạn nên viết là multiple case để có thể là các bạn xử lý từng cái riêng.